Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Sáng nay chúng ta sẽ có đề tài sự mặc khải từ Đức Thánh Linh. Và cô thứ nhất còn hai, từ câu 6 đến câu số 16. Câu thứ nhất đoạn 2, từ câu 6 đến câu số 16. Dù vậy chúng tôi vẫn truyền giảng cái sự khôn ngoan giữa vòng những người trưởng thành. Không phải khôn ngoan theo thế tục hay khôn ngoan của các nhà lãnh đạo thời này là những kẻ sẽ hư vong. Nhưng chúng tôi truyền giảng sự khôn ngoan quyền bí của Đức Chúa Trời là điều đã được giấu kín và điều Ngài đã định từ trước các thời đại cho chúng ta được vinh quang, là điều mà không một nhà lãnh đạo nào của đời này biết, vì nếu họ biết thì họ đã không đóng đinh Chúa vinh quang trên thập tự giá. Nhưng như Kinh Thánh chép, những điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời chuẩn bị sẵn cho những kẻ yêu kính Ngài. Đức Chúa Trời đã khải thị cho chúng ta qua Đức Thánh Linh, vì Đức Thánh Linh thông biết mọi sự, ngay cả sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Vì ai biết được tư tưởng trong lòng người ngoại trừ tâm linh trong chính người ấy? Cũng vậy, không ai có thể biết được tư tưởng của Đức Chúa Trời ngoại trừ Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta không tiếp nhận thần trí của thế gian, nhưng thần thánh của Đức Thánh Linh đến từ Đức Chúa Trời, để chúng ta hiểu những ân phúc Đức Chúa Trời ban cho mình. Vì ai biết được tâm trí của Chúa, ai sẽ cố vấn cho Ngài. Nhưng chúng ta có tâm trí của Chúa Cứu Thế. Cảm ơn Thánh Linh của Chúa, Ngài luôn luôn là tác giả của Kinh Thánh và Ngài là giáo sư lớn của chúng con, dạy dỗ dẫn dắt cuộc đời của chúng con để chúng con có thể thấu hiểu lời của Đức Chúa Trời. Chỉ Thánh Linh của Chúa khải thị thì chúng con mới thấu hiểu lời của Đức Chúa Trời và thấu hiểu những bí mật mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng con. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa chúng con được làm con của Đức Chúa Trời và thừa hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Và ơn Chúa vô cùng chúng con dâng thời giờ trọng thể này trong tay Chúa và cùng nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Câu số 7 ông nói rằng: nhưng chúng tôi truyền giảng sự khôn ngoan quyền bí của Đức Chúa Trời là điều đã được giấu kín và điều Ngài định từ trước các thời đại cho chúng ta được vinh quang. Hebrew đoạn 2 câu số 10 thì Kinh Thánh cũng ghi rằng là Chúa muốn đem chúng ta vào trong vinh quang nên đã khiến tác giả của sự cứu rỗi được hoàn hảo trong sự thống khổ, hầu cho đấng thánh hóa và người được thánh hóa trở thành con cùng một gia. Amen. Amen. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Một Đức Chúa Trời là ngôi lời trở thành con người, và sau đó thì Ngài trở thành con cả giữa vòng anh chị em. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của chúng ta thì chúng ta được gọi là em của Chúa Giêsu. Amen. À, bởi vì Chúa Giêsu là con cả, và khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta cũng được gọi là con của Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời sinh thành. Thì qua đó Chúa Giêsu trở nên đầu và hậu thánh, trở thành thân thể của Chúa Giêsu. Cái sự ông nói trong từ câu 1 đến câu số 5, ông nói rằng là
Thưa anh chị em, khi tôi đến với anh chị em, tôi công bố cho anh chị em sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời không phải bằng lời nói cao siêu hay là không khéo. Vì giữa vòng anh chị em, tôi quyết định không biết gì ngoài Chúa Cứu Thế Giêsu là đấng đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Về phần tôi, khi đến với anh chị em, tôi tỏ ra yếu đuối, sợ sệt và run rẩy. Tôi dạy và truyền giảng không phải bằng lời thuyết phục khôn khéo, nhưng trong sự thể hiện của Đức Thánh Linh và quyền năng. Vì thế đức tin anh chị em không xây dựng trên sự khôn ngoan loài người, nhưng trên quyền năng của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, lời của Đức Chúa Trời. Không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì con người không thể nào hiểu được. Chúng ta biết được là Thánh Linh của Chúa là tác giả của Kinh Thánh. Thánh Linh của Chúa là đấng khải thị và cho nhiều người đã viết ra lời của Đức Chúa Trời. Và chính Thánh Linh là tác giả, và Ngài biết tất cả mọi sự. Ngài biết tất cả mọi sự, cả sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh khải thị cho chúng ta để chúng ta có thể biết được cái sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Sự khôn ngoan quyền bí của Đức Chúa Trời từ câu 6 đến câu số 9 gọi là điều được giấu kín. Điều được giấu kín rất bí mật và các thế hệ trước họ không có thể biết được. Ephesos đoạn 3 từ câu 3 đến câu 6 cũng nói rất rõ rằng là đây là những điều mầu nhiệm mà Đức Chúa Trời đã giấu kín, nhưng là đến bây giờ thì Ngài dùng Đức Thánh Linh bày tỏ cho các sứ đồ thánh và các tiên tri của Ngài để biết được cái sự mầu nhiệm mà Đức Chúa Trời ban cho thế giới này. Chúng ta biết được cái sự mầu nhiệm đó là một cái điều rất là cao siêu, rất là siêu nhiên, mà không phải là vật thể, nhưng mà nó rất là vô hình và con người không thể biết được. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta là những người tin nhận Chúa Giêsu qua Thánh Linh của Ngài. Nên Thánh Linh là vô cùng quan trọng. Không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chúng ta không thể hiểu được sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì chúng ta không thể trở thành một người có thể sẵn sàng tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình và sẵn sàng có đức tin để tin vào lời của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, Thánh Linh của Chúa mặc khải qua các tiên tri, các sứ đồ đầu tiên, và Thánh Linh của Chúa tiếp tục mặc khải cho hội thánh của Chúa để hội thánh của Chúa có thể hiểu được tất cả những cái gì mà Đức Chúa Trời ban cho con người, và đó là sự mầu nhiệm. Trong đoạn 13 của Ma-thi-ơ thì chúng ta cũng thấy rằng là câu số 11 thì nói rằng là Đức Chúa Trời ban cho chúng ta hiểu được cái sự mầu nhiệm của vương quốc thiên đàng. Vương quốc thiên đàng rất mầu nhiệm, rất cao siêu, nó vượt qua trí hiểu của con người và con người không thể nào hiểu được. Nếu không bởi Thánh Linh của Chúa mặc khải thì con người không thể nào hiểu được. Amen. Tất cả những gì chúng ta hiểu đó là bởi Thánh Linh mặc khải, bởi Thánh Linh ban cho chúng ta, chứ không phải là chúng ta dùng cái sự khôn ngoan để mà có thể hiểu được điều mà Chúa đã dạy dỗ. Chúng ta tin chắc rằng là những cái điều được giấu kín thì được mặc khải bởi Đức Thánh Linh. Amen. Và Phaolô ông nói trong Timôthê, ông nói rằng là bởi đức tin chúng ta bền lòng mà giữ những sự mầu nhiệm đó. Amen. Chúng ta cần phải giữ cái sự mầu nhiệm mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Anh chị em là những người đã biết được cái sự mầu nhiệm mà các thế hệ trước người ta không thể hiểu được, nhưng mà cái thế hệ của chúng ta ngày hôm nay, thế hệ của hội thánh, là được Thánh Linh của Đức Chúa Trời mặc khải tất cả những cái bí mật, được mặc khải để chúng ta có thể hiểu được.
Và khi chúng ta hiểu được về những sự mầu nhiệm trong vương quốc thiên đàng, chúng ta hiểu được cái sự mầu nhiệm về Chúa cứu thế Giê-xu của chúng ta, thì chúng ta phải bền đổ để giữ cái sự mầu nhiệm đó bởi đức tin của mình. Trong Ti-mô-thê nhất đoạn 3 câu 9 đó, chúng ta cần phải giữ được cái sự mầu nhiệm bởi đức tin của chúng ta. Không thể nhận lãnh sự cứu rỗi nơi Chúa cứu thế Giê-xu rồi chúng ta không bền đổ gìn giữ cái sự cứu rỗi trong chính đời sống của mình. Amen. Không một nhà lãnh đạo đời này biết, Kinh Thánh ghi rất là rõ là không có một nhà lãnh đạo đời này có thể biết được. Nhưng chúng tôi truyền giảng sự khôn ngoan huyền bí của Đức Chúa Trời là điều đã được giấu kín và điều Ngài đã định từ trước các thời đại cho chúng ta được vinh quang. Đó là điều mà không một nhà lãnh đạo nào của đời này biết. Vì nếu họ biết, họ đã không đóng đinh Chúa vinh quang trên thập tự giá. Nhưng Kinh Thánh chết, những điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, thì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho tất cả những kẻ yêu kính Ngài. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Tất cả những nhà lãnh đạo của đời này không ai có thể biết được cái sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Những điều mà Đức Chúa Trời đã giấu kín thì không ai có thể biết được. Trong phục truyền như đoạn phục truyền 19:19 có nói rằng là những bí mật thuộc về Đức Giê-hô-va và sự bày tỏ thuộc về chúng ta và con cháu chúng ta. Amen. Bí mật là thuộc về Chúa, không ai có thể hiểu được. Dùng cái sự khôn ngoan của mình nặng ốc ra nghiên cứu thì lệch lạc mà thôi, không thể hiểu thấu được. Nhưng mà Chúa đó là sự bày tỏ thuộc về chúng ta và con cháu chúng ta. Amen. Chúng ta có vui mừng rằng là cái sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, cái sự kín dấu của Đức Chúa Trời, tất cả sự huyền bí thuộc về bí mật của Đức Chúa Trời được ban cho quý vị, được mặc khải cho mỗi một chúng ta, để chúng ta hiểu được cái sự mầu nhiệm này, thì chúng ta có thấy rằng là mình là vô cùng quan trọng không? Amen. Mỗi cơ đốc nhân, mỗi một người tin nhận Chúa được gọi là con của Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta nhớ rằng là nhưng hễ ai đã nhận Ngài, Ngài ban cho quyền phép trở nên con của Đức Chúa Trời, là ban cho kẻ tin danh Ngài. Người ấy không phải sinh bởi khí huyết, bởi tình dục, bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời. Amen. Những người sanh bởi Đức Chúa Trời là con của Đức Chúa Trời, và con của Đức Chúa Trời thì Ngài mới mặc khải cho chúng ta. Ngài không mặc khải cho những người ngoài đâu. Amen. Có những người như người Pha-ri-si, thầy thông giáo, họ chấp vấn Chúa Giê-xu, họ muốn hiểu những điều mầu nhiệm, nhưng mà Chúa Giê-xu thường hay dùng ẩn dụ, hãy dùng thí dụ để giảng cho họ. Và các môn đồ hỏi Ngài tại sao như vậy, thì Chúa nói rằng là Chúa dùng ví dụ để mà giảng cho họ, để mắt họ thấy mà không biết gì hết, tai họ nghe mà không hiểu gì hết, e rằng họ hiểu biết và tin và ta tha thứ cho. Những con người thật sự đã định cho sự chết bởi vì họ không có lòng ăn năn, họ không có tấm lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, đã định cho sự chết thì họ không hiểu gì hết. Chúa giảng dạy họ không hiểu, nhưng mà người mà Đức Chúa Trời bày tỏ thì người ấy sẽ hiểu được lời của Đức Chúa Trời. Amen. Cảm ơn Chúa. Những nhà lãnh đạo đời này nói chung nó thuộc về Satan, nó thuộc về thế giới tối tăm. Những người lãnh đạo từ trên không trung, các thần dữ, các quyền trên trời đó mà, họ không thể hiểu thấu được sự huyền bí của Đức Chúa Trời, cái sự giấu kín mà Đức Chúa Trời đã giấu kín từ lâu, nên họ không thấu hiểu được. Và nếu họ hiểu thì sao? Họ không đóng đinh Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Ma quỷ nó đóng đinh Chúa Giê-xu trên thập tự giá, tưởng rằng là mình đã chiến thắng rồi, đã giết được con của Đức Chúa Trời rồi. Nhưng mà thật sự Chúa sử dụng ma quỷ để rồi
chương trình hoạt động của Đức Chúa Trời được thành công rất mỹ mãn và rất là tuyệt vời. Amen. Và qua đó thì hậu thất của Chúa trở thành những con người trên quyền của Satan. Amen. Chúa chuẩn bị sẵn cho người yêu kính Ngài. Chúa sẵn sàng chuẩn bị cho những người yêu kính Ngài. Những điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn cho những kẻ yêu kính Ngài. Chúng ta có phải là những người yêu kính Chúa không? Phải vậy không? Yêu thật không? Bởi vì Chúa biết chúng ta yêu Chúa nên đã Chúa đã chọn từ trước xác thế rồi. Phải vậy không? Anh em nó được chọn nữa từ trước khi xác thế nữa. Sau lo thì ông nói là tôi đã được chọn từ khi trong lòng mẹ. Phải vậy không ạ? Chúng ta chưa có mặt, chúng ta chưa có cái gì cả, nhưng mà Ngài biết chúng ta yêu kính Ngài, có nghĩa là sẵn sàng hạ mình xuống tin cậy Chúa là Đức Chúa Trời của mình. Amen. Sẵn sàng vì thấy rằng là Chúa Giêsu chịu thống khổ, chịu chết trên thập tự giá vì chính đời sống của mình. Mình rất yêu Chúa vì Ngài đã chết thay cho chúng ta. Và qua đó Thánh Linh Chúa mặc khải cho chúng ta để chúng ta có thể tin nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình. Amen. Amen. Nên Phaolô nói rằng là ông giảng hay là nó không phải bài diễn thuyết khéo léo có sự khôn ngoan loài người, nhưng mà tỏ ra bằng Thánh Linh và quyền phép. Amen. Amen. Để người tin vào quyền phép của Đức Chúa Trời chứ không phải tin vào sự khôn ngoan loài người. Nếu mà dùng sự khôn ngoan của loài người mà thành lập hội thánh của Chúa đó thì sao anh chị em? Người ta có biết gì không? Không phải bởi khải thị của Đức Thánh Linh, không bởi cái sự bày tỏ của Đức Thánh Linh thì không ai có thể hiểu thấu được cái sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, không ai có thể hiểu được cái sự khí dấu mà Đức Chúa Trời đã dùng kinh. Amen. Nên chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nên khi ông giảng bằng Thánh Linh và quyền phép thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời cảm động những người nghe, và những người nghe đó họ nhận được đức tin và họ thấy được rằng Chúa Giêsu đã chết thế cho đời sống của mình. Amen. Họ thấy rằng là Đức Chúa Trời đã yêu thương mình và muốn mình vào trong vinh quang, muốn mình bước vào trong vương quốc thiên đàng, muốn mình có thể thừa hưởng tất cả những gì bí mật của thiên đàng. Amen. Khi chúng ta ở trong thế gian, làm sao chúng ta có thể hiểu thấu thiên đàng? Thế giới này người ta thích thiên đàng lắm, đúng không ạ? Họ thích thiên đàng, họ thích niết bàn. Họ tưởng tượng là họ đóng phim rồi họ viết sách, họ tả đủ mọi điều thuộc về thiên đàng. Nhưng mà có đúng không? Không bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời khải thị thì không ai có thể hiểu thấu thiên đàng. Amen. Không bởi Đức Thánh Linh khải thị thì không ai có thể hiểu được cơ nghiệp của thiên đàng, một vương quốc đầy dãy sự giàu có, đầy dãy quyền năng, đầy dãy tình yêu thương, và đem những con người tội lỗi ra khỏi tội lỗi và bước vào để thừa hưởng cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời ban cho, để họ có thể sống một đời sống gọi là sống đời đời ở cùng Đức Chúa Trời. Amen. Vương quốc thiên đàng là một có sự mầu nhiệm, con người có thể dùng khôn ngoan học thức của mình để có thể bước vào và có thể nghiên cứu để suy gẫm được vương quốc thiên đàng. Nhưng mà Chúa nói rằng là Đức Chúa Trời đã mặc khải, đã bày tỏ cho chúng ta để chúng ta hiểu được thiên đàng. Đây nhờ tất cả quý bà anh chị em chúng ta, Timôthê thứ nhất là 3:9 nói rằng là chúng ta hãy giữ đức tin và giữ được cái sự mầu nhiệm của thiên đàng. Chúng ta đã tin và Chúa đã mặc khải cái sự mầu nhiệm cho chúng ta thì hãy tin cậy và trung tín cho đến cuối cùng. Amen. Không dễ dàng như người ngoài có thể nhận biết được thiên đàng, không dễ dàng như người ngoài họ có thể hiểu được Chúa Giêsu là cứu Chúa, và không dễ dàng khi họ hiểu tất cả những cái gì thuộc về thiên đàng. Nhưng mà chúng ta đã hiểu, nếu chúng ta lơ là, nếu chúng ta không có đức tin để nhận lãnh
không có đức tin để gìn giữ, mà chúng ta sống bằng đức tin của mình và sống bằng những cái phép lạ xảy ra. Mà khi những cái phép lạ xảy ra trong cuộc đời của chúng ta thì chúng ta tin được những gì của sự mầu nhiệm của thiên đàng. Amen. Một con người tự dưng là tệ nạn xã hội cái đùng một cái trở thành mục sư, trở thành một người rao giảng phúc âm, một cái người bệnh tật đau yếu sắp chết cái tự chữa lành, một cái người què đó không có thuốc men gì hết đó, tự đứng dậy trong danh Chúa Giêsu. Đó là cái sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Amen. Cuộc đời chúng ta được biến đổi là sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, cái sự bí mật được tỏ ra bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Amen. Những bệnh tật được chữa lành, những cái thói hư tật xấu được thanh tẩy, và tất cả những cái gì của đời sống cũ của chúng ta, của sự chết không còn nữa. Chúng ta ở trong quyền lực của Satan, là quyền lực của sự chết, là vương quốc của sự chết, là vương quốc của sự tối tăm. Dầm thấm ở trong cái sự tối tăm, trong cái sự chết đó, trong bệnh tật, trong sự đau khổ đó, có người dầm thấm và người ta gọi là đời là bể khổ, hay là địa ngục trần gian. Phải vậy không? Có phải là ngày xưa chúng ta dầm thấm ở trong đó, nhưng mà Đức Chúa Trời đã đem chúng ta ra khỏi và đem chúng ta vào trong vương quốc thiên đàng. Amen. Đó là một cái sự mầu nhiệm mà con người không thể hiểu nổi. Có nhiều anh em là những người nghiện, đi vào trong hội thánh của Chúa một thời gian, trở về nhà đứng nổi người cha người mẹ cũng không có tin nổi nữa, tưởng rằng nó lừa, nó làm cho mình là tin nó rồi nó lừa nó lấy đồ. Không tin nổi nữa. Nên cảm ơn Chúa, chỉ có sự khải thị từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì con người mới có thể hiểu. Amen. Amen. Chúa chuẩn bị sẵn cho người yêu kính Ngài. Amen. Amen. Và Chúa cũng làm cho đời sống của hội thánh của Chúa thật là tuyệt vời, trong đoạn 3 câu 9 câu 10 đó như thế này: và soi sáng cho mọi người biết chương trình huyền nhiệm là gì. Đức Chúa Trời đấng sáng tạo vạn vật đã giữ kín chương trình huyền nhiệm này từ muôn thở, để hiện nay nhờ hội thánh các giới lãnh đạo và thẩm quyền trên các tầng trời được biết sự khôn ngoan mọi đường của Đức Chúa Trời. Amen. Để hiện nay nhờ hội thánh các giới lãnh đạo và thẩm quyền trên các tầng trời được biết sự khôn ngoan mọi đường của Đức Chúa Trời. Nhờ hội thánh mà các giới lãnh đạo thẩm quyền từ các nơi trên trời, nói về các thiên sứ. Amen. Các nơi trên trời là chúng ta là biết là các thiên sứ rồi, cả thiên sứ ác, cả thiên sứ thiện nữa. Để họ biết được cái sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, họ biết được cái sự khôn ngoan mọi đường của Đức Chúa Trời. Amen. Trong Cô-rinh-tô nhất thì nói rằng là nếu mà họ biết được cái sự huyền nhiệm thì họ không thể đóng đinh Chúa Giêsu trên thập tự giá được. Amen. Bởi vì họ không biết gì hết nên họ đóng đinh Chúa Giêsu trên thập tự giá. Mà khi họ đóng đinh Chúa Giêsu trên thập tự giá rồi, Ngài đã chết và Ngài đã sống lại rồi, và Thánh Linh được đổ xuống, và Thánh Linh mặc khải cho các sứ đồ thánh và các tiên tri của Ngài, họ giảng ra, và nhiều người đã tiếp nhận Chúa bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, và hội thánh được thành lập. Amen. Một con người tội lỗi trở thành người thánh của Đức Chúa Trời, một con người nô lệ cho Satan bây giờ đứng lên đuổi quỷ. Amen. 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 Chúng ta thấy rằng là Satan không thể hiểu thấu được, nhưng mà qua hội thánh họ sẽ hiểu được cái sự khôn ngoan mọi đường của Đức Chúa Trời. Amen. Bởi vì ngày hôm nay hội thánh của Chúa là những con người được giao lại quyền. Amen. Những gì mà đã đánh mất thì Chúa Giêsu giao lại cái quyền đó cho con người, để con người có thể tranh quyền Satan và qua cuộc đời của Chúa Giêsu. Một tấm gương rất rõ ràng để những người tin nhận Chúa Giêsu là những người gọi là thế hệ sau đó. Làm gì? Nhìn vào tấm gương của Chúa Giêsu có thể chữa lành, có thể đuổi quỷ, có thể sống một đời sống đắc thắng. Amen. Đây là điều vô cùng tuyệt vời mà chúng ta đã có, người khác không có, nhưng mà chúng ta đã có. Những người thật sự tin nhận cứu Chúa Giêsu thì những người ngày hôm nay cần phải sử dụng cái ý quyền đó, là quyền trên Satan. Amen. Amen. Amen.
quyền làm con của Đức Chúa Trời, cái quyền trên tội lỗi, cái quyền trên mọi chất độc, cái quyền trên bệnh tật và quyền cai trị thế giới. Amen. Amen. Quyền là một đại sứ của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Quyền với một chức thầy tế lễ nhà vua, vua của các vua và chúa của các chúa. Đấy, cảm ơn Chúa. Chúa chuẩn bị sẵn cho người yêu kính Ngài, và chúng ta là những con người yêu kính Chúa. Amen. Yêu kính Chúa là Chúa mới ban cho. Chúa biết chúng ta yêu Chúa. Ở đây chúng ta thấy được câu số 10, câu số 11 rằng là Đức Chúa Trời đã khải thị cho chúng ta qua Đức Thánh Linh, vì Đức Thánh Linh thông suốt mọi sự, ngay cả những điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Vì ai biết được tư tưởng trong lòng người ngoại trừ tâm linh của chính người ấy? Cũng vậy, không ai có thể biết được tư tưởng của Đức Chúa Trời ngoại trừ Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Amen. Ở đây nói rằng là Thánh Linh của Đức Chúa Trời là đáng toàn chi. Amen. Thánh Linh Ngài biết tất cả mọi sự, cả sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Amen. Ngài là đấng toàn tri, và Ngài là đấng khải thị cho mỗi một đời sống của chúng ta. Amen. Điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho những người yêu kính Ngài. Amen. Amen. Những gì đã giấu kín ngày xưa bây giờ được tỏ ra cho mỗi một chúng ta. Amen. Amen. Và chúng ta là những người nhận lãnh tất cả những điều tốt lành, bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời là đấng toàn tri. Ngài biết tất cả mọi sự. Amen. Cả sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời mà Ngài biết tất cả, mà Ngài biết tất cả những gì trong lòng anh chị em. Ngài biết anh chị em cần gì. Amen. Ngài muốn mặc khải cho anh chị em cái sự khôn ngoan nội đường của Đức Chúa Trời. Ngài muốn mặc khải cho anh chị em về cái sự hiểu biết, cái sự thông sáng. Amen. Sự kính sợ Đức Chúa Trời cho anh chị em. Ngài bày tỏ cho chúng ta tất cả những gì mà Ngài muốn bày tỏ. Amen. Khải thị, Đức Thánh Linh thông hiểu mọi sự, Đức Thánh Linh thông hiểu cả sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là trong Thánh Linh chúng ta sẽ có thể hiểu biết tất cả những gì thuộc về Đức Chúa Trời. Và muốn hiểu biết thì chúng ta cần phải luôn luôn có mối thông công với Đức Thánh Linh. Tôi nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần về điểm nổi bật của Đức Thánh Linh. Đó là sự thông công. Amen. Đó là sự thông công. Ngài thích trò chuyện, Ngài thích bày tỏ. Amen. Ngài thích cùng làm việc với chúng ta. Amen. Chúng ta nhiều lúc cất giấu Chúa kỹ quá, bởi vì Chúa quý quá mà, quý hơn tất cả những gì của thế gian này. Không có gì sánh bằng Đức Thánh Linh hết. Thì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta giấu kỹ quá, nên là bỏ trong phòng khách, đóng cửa lại luôn, và không có mối thông công với Đức Thánh Linh. Đó là điều vô cùng thương tiếc. Phải không ạ? Thật sự nếu mà mình không có Thánh Linh là chết á. Phải không? Chỉ có Thánh Linh mới làm cho sống mình. Thánh Linh ban sự sống. Amen. Amen. Xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta nói với các ngươi là Thần Linh và sự sống. Chúa Giêsu đầy dạy Đức Thánh Linh, Ngài nói ra là Thần Linh và sự sống. Phaolô đầy dạy Đức Thánh Linh, ông nói ra là Thánh Linh và quyền phép. Amen. Như vậy thì đời sống của chúng ta ngày hôm nay, nếu mà chúng ta không nói ra sự sống là sự chết, là vô cùng thương tiếc luôn. Tuy sống nhưng mà chết. Chỉ có Thánh Linh mới làm cho chúng ta sống mà thôi. Amen. Chỉ có Thánh Linh là dòng sông có sự sống. Amen. Dòng sông đó chảy đâu thì nước biển trở nên ngọt. Có nghĩa là dòng sông đó đầy dẫy quyền năng để rồi có thể biến đổi một con người, biến đổi thế giới này. Thế gian này cay đắng, hận thù, thế gian này có nhiều đau khổ, nhưng mà Thánh Linh đến thì làm cho thế giới này ngọt ngào. Amen. Trở nên ngọt. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi nói với hội thánh của Chúa rằng là tôi có Thánh Linh, quý vị cũng có Thánh Linh. Amen. Thánh Linh của tôi không lớn hơn quý vị đâu, cùng một Đức Thánh Linh thôi. Amen. Amen. Nhưng mà Chúa đã cho chúng ta mỗi người có những cái chức vụ khác nhau trong hội thánh. Amen.
phải tôn trọng, phải trật tự, bởi vì thánh linh điều hành một cách rất là trật tự. Amen. Amen. Rất là tự do. Amen. À, nên là cái mà mất trật tự lộn xộn á thì Chúa không có đẹp lòng chúng nào. Amen. À, nên chúng ta cần phải tôn trọng Đức Thánh Linh, và Đức Thánh Linh thiết lập hội thánh của Chúa, Đức Thánh Linh thiết lập người lãnh đạo. Amen. 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 Và Đức Thánh Linh lãnh đạo hội thánh của Chúa. Amen. Và Đức Thánh Linh ngự trong mỗi đời sống của chúng ta. Amen. Nên chúng ta cần gì? Hãy nói chuyện với Đức Thánh Linh để Thánh Linh dẫn dắt, để Thánh Linh bày tỏ và để Thánh Linh đồng hành. Trong episode đoạn 1 thì nói rằng hồi đó tôi cầu nguyện cho anh chị từ câu 17 đó, để anh chị có một tâm linh khôn sáng và được khải thị để nhận Thiên Chúa. Amen. Có một tâm linh khôn sáng và được khải thị bởi Đức Thánh Linh. Amen. Để nhận Thiên Chúa. Amen. Rồi nhận biết chính mình, nhận biết cơ nghiệp giàu có vinh quang của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Cái này ta nên biết rồi, nên biết được cái cơ nghiệp giàu có vinh quang Đức Chúa Trời ban cho anh chị em là thế nào, để anh chị em tự hào rằng mình là con Đức Chúa Trời đấng rất là giàu có. Amen. Amen. Và giàu có đầy dẫy vinh quang, chứ không phải giàu có như đời này. Có nhiều người giàu có đời này cũng có nhiều người tốt, nhưng mà nhiều người giàu có đời này là hốc hách, chẳng có chút vinh quang nào, phải không ạ? Nhưng mà Chúa của chúng ta giàu có vinh quang. Amen. 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 Mà khi Ngài ban cho chúng ta thì sao? Ngài cung cấp mọi nhu cầu cho chúng ta trong sự giàu có vinh quang của Ngài. Amen. Amen. Ngài ban cho chúng ta cũng trong sự giàu có và vinh quang của Chúa. Tuyệt vời không? Amen. Amen. Nên nhiều lúc chúng ta nhận phép lạ, chúng ta nấu hết da gà luôn, gặp một phép lạ, chúng ta cho phép lạ, chúng ta nó sung sướng, nó long lăng, rồi nó rất là hạnh phúc, rất là vui sướng, đúng không ạ? Đó là sự vinh quang của Đức Chúa Trời ban cho, sự giàu có của chính Ngài. Bởi vậy thì chúng ta cần phải nhận lãnh Đức Thánh Linh. Amen. Amen. Cần phải nhận lãnh Đức Thánh Linh. Qua ngày lễ cuối cùng, hội thánh đầu tiên họ được bắt tên trong Đức Thánh Linh và lời hứa của Đức Chúa Trời đã được ứng nghiệm. Amen. Lời của Giăng Báp-tít được ứng nghiệm, lời của Gioan được ứng nghiệm, lời của Ê-sai cũng được ứng nghiệm. Amen. Và lời Chúa Giê-xu nhắc nhở lại đã được ứng nghiệm rồi. Amen. Amen. Và Ê-sai nói tôi rất thích, đó là khi thần linh từ trên cao đổ xuống trên anh chị em, đổ xuống trên chúng ta, thì sa mạc trở thành đồng ruộng phì nhiêu, và đồng ruộng phì nhiêu nhớ rừng rậm. Amen. Amen. Thánh Linh từ trên đổ xuống trên ai thì người đó được biết rồi. Amen. Bởi vì Thánh Linh đấng toàn năng. Amen. 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 Ngài là đấng toàn năng, nên quyền năng của Ngài đổ xuống trên ai thì cuộc đời người đó được biến đổi. Một Phi-e-rơ hấp tấp nóng nảy vấp phạm đủ điều, nhưng mà trở thành một sứ đồ vĩ đại. Amen. Amen. Bài giảng đầu tiên là 3.000 người tin nhận Chúa rồi, nên Thánh Linh đổ xuống là không còn cái nhút nhát, không còn cái sợ hãi, không còn cái yếu đuối đó nữa. Amen. Amen. À, không còn phải lặp đi lặp lại về tội lỗi của mình nữa, nhưng mà trở thành một con người khác thường. Amen. Khi Thánh Linh tác động trên Sao-lơ thì sao? Sau đó mà của Israel á, của vua làm vua đó, là khi mà Thánh Linh tác động đi ông hóa tiên tri và biến ra một người khác. Amen. 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 Không còn một sau lơ bình thường nữa, nhưng mà trở thành một vua sau lơ khác thường. Amen. Còn sau lơ bắt bớ hội thánh của Chúa thì Thánh Linh giáng xuống thì sao? Ông trở thành sứ đồ của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Một con người bắt bớ hội thánh trở thành sứ đồ của Đức Chúa Trời. Đó là điều mà chúng ta thấy rằng là quyền năng của Thánh Linh có thể biến đổi những con người bắt bớ hội thánh của Chúa trở thành những con người làm công cụ cho Đức Chúa Trời để mở mặt vương quốc của Đức Chúa Trời. Amen. Thánh Linh của Chúa rất quyền năng. Phaolô nói tiếp rằng là biết được quyền năng vĩ đại siêu quyền mà Đức Chúa Trời đã ban cho những người tin. Amen. Và quyền năng đó đã khiến Chúa Giêsu từ cả chết sống lại và làm đầu hội thánh. Amen. Amen.
ta đã có tất cả rồi phải không? Có sự khôn ngoan này. Và gì nữa? Có cơ nghiệp của Đức Chúa Trời vinh quang này. Được làm con của Đức Chúa Trời này. Phải không? Được chu cấp mọi sự này. Và quyền năng biến đổi cuộc đời của chúng ta, quyền năng đó làm cho chúng ta đi ra đặt tay đi cái đau xả lòng. Tôi nhớ lại câu chuyện với mục sư Cho Dân Ghi. Ông nói là khi ông yếu đuối nhất á, thì có một cái người ăn xin, què ăn xin á, lết vào trong cái nơi ông cầu nguyện. Nói rằng ông cầu nguyện cho tôi để tôi đứng dậy. Ông cầu nguyện lần thứ nhất, ông chẳng thấy gì hết. Rồi ông chạy vô phòng trong, ông cầu nguyện tiếp. Rồi ông chạy ra, ông cầu nguyện cho ông này cũng chẳng thấy gì hết. Thế rồi ông chạy ra vào trong phòng riêng lần thứ ba, ông cầu nguyện tha thiết với Chúa ơi, tại sao mà Chúa đem cái người này đấy trong lúc này, lúc mà con thấy con yếu đuối, con khô hạn, mà bây giờ Chúa đem đấy, bây giờ con phải làm sao, bây giờ cầu nguyện hai lần rồi không được gì hết. Cái lúc đó ông cảm nhận được là lửa của Thánh Linh đổ xuống trên ông. Và khi ông ra, ông nắm tay người đó, ông nhân danh Chúa Giêsu đỡ người đó dậy, thì các xương cốt người ấy nó rắc chuyển động, cả xương cốt kêu rắc luôn. Và từ một người què từ thở sinh ra đi lết em sinh đó, và nhảy lên. Mà khi mà cái xương cốt người đó kêu rắc thì ông la lên: nào mục sư giết tôi, ông mục sư giết tôi rồi. Làm cho ba ăn năn trộm á, đang ăn trộm vô nhà thờ để ăn trộm đồ trong hộp đầu thánh, ba anh ăn trộm nó nghe như vậy, nó mục sư giết tôi là ba anh chạy một hơi. Rồi sau đó tự nhiên nó không chạy lại xem thử ra sao. Khi ba anh nó chạy lại thì thấy cái người què đó chạy khóc nhà thờ, khóc ô lên ca ngợi Giêsu, cảm ơn Giêsu. Ba anh ăn trộm đó đến quỳ gối tin nhận Chúa Giêsu, và sau đó trở thành ba mục sư. Hallelujah. Quyền năng của Đức Thánh Linh, Ngài là Đấng toàn năng. Amen. Đấng toàn năng đó đang ở trong anh chị em. Đấng toàn năng đang hay lòng khách đã đang ở trong anh chị em. Anh chị em không phải là một người bình thường nữa, nhưng mà người rất siêu nhiên của Đức Chúa Trời. Đừng có than thở, đừng có lầm bầm, đừng có cái bài ca của dân Israel trong sa mạc nữa. Amen. Đừng có thách thức Chúa. Muốn đói thì xin, chẳng phải đói thì thách thức Mô-xê. Nó là Mô-xê, phải không? Đói thì xin bánh. Amen. Khát thì xin nước. Toàn là thách thức là làm cho Mô-xê rất là khổ cực. Mà Chúa rất là giận dữ vì biết bao nhiêu người chết. Đó. Nên chúng ta học qua bài học của dân Israel trong vòng văn, nên tất cả những gì thuộc về xác thịt chết đi. Amen. Không còn làm bầm, không còn bắt cát, không thách thức, không bắt lỗi bắt phải, không tranh giành quyền lực gì hết. Amen. Amen. Chúng ta là người có thánh linh của Đức Chúa Trời, hãy làm việc theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Amen. Hãy nói với thánh linh rằng là Chúa muốn con làm gì. Amen. Con sẵn sàng làm. Amen. Amen. Chúng ta nhớ rằng chúng ta đã nhận lãnh Đức Thánh Linh rồi, chúng ta không có ngồi một chỗ để đi làm ăn nha. Phải không ạ? Đừng có ngồi một chỗ để làm ăn kiếm tiền. Việc vô cùng quan trọng, lớn lao, chức vụ vô cùng lớn lao, chức vụ của cơ quan trung ương tối cao đó giao cho anh chị em hãy làm. Việc làm nó còn có việc chúng ta làm đó cũng là việc phụ thôi, tự yếu chứ không phải là việc chính. Amen. Amen. Vì chúng ta làm ở nhà đồng ruộng của mình, gì đó là việc phụ. Còn việc chính là đại sứ của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. À, là thầy tế lễ nhà vua, là chức phận mà Đức Chúa Trời đã giao cho chúng ta trong hội thánh của Chúa. Amen. Chúng ta cầu nguyện. Vì ai biết được tư tưởng trong lòng người, mọi người tâm linh trong chính người ấy cũng không ai có thể biết được tư tưởng của Đức Chúa Trời, mọi trời thánh linh của Đức Chúa Trời. Chúng ta tiếp nhận thần trí của, chúng ta không tiếp nhận thần trí của thế gian, nhưng nhận thánh linh đến từ Đức Chúa Trời. Chúng ta hiểu những ân phúc của Đức Chúa Trời ban cho mình.
nhận thần trí của thế gian, nhưng nhận thánh linh từ Đức Chúa Trời để chúng ta hiểu những ân phúc Đức Chúa Trời ban cho mình. Qua thánh linh chúng ta hiểu được những ơn phước mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Amen. Chúng ta có hiểu không? Hiểu ơn phước của Chúa ban cho không? Các ân tứ của Đức Thánh Linh ban cho chúng ta rồi đúng không? Các ân phước mà Chúa cho chúng ta, có sự cứu rỗi rồi, có tình yêu thương, có sự tha thứ rồi. Chúng ta cầu nguyện xin điều gì Chúa nghe Chúa, và Chúa ở trong đời sống chúng ta, đó là qua Thánh Linh Chúa chúng ta biết được các ân phước mà Chúa ban cho chúng ta. Amen. Chúng ta biết cái ân phước, rất là nhiều phước, rất là nhiều ơn Chúa ban cho chúng ta, mà chúng ta có xin Chúa trong cậy nơi Chúa. Chẳng hạn như ví dụ chúng ta thiếu cái sự khôn ngoan thì nói với Chúa là xin Chúa cho con cái sự khôn ngoan không? Amen. Đúng không? Amen. Nếu chúng ta nói lắp bắp hay là giống như là Môi-se thì sao? Hãy mở Thi Thiên 45 ra. Khi tôi mở miệng thì sao? Như ngòi bút của văn sĩ có tài. Amen. Amen. Hồi trước tôi cũng lắp bắp, tôi đứng trước đám đông tôi đâu có nói được đâu, tôi khóc luôn, tôi không có nói được. Nhưng mà sao? Khi mở Kinh Thánh ra thì tôi mở miệng như là ngòi bút của văn sĩ có tài. Amen. Văn sĩ mà họ làm thơ thì thôi rồi, phải không ạ? Thì miệng của mình nó mở ra như thế đấy. Amen. Đó là lời của Chúa. Nếu chúng ta thiếu cái gì? Thiếu quyền năng, xin quyền năng. Amen. Thiếu ơn quyền giá, xin ơn quyền giá. Amen. Bao nhiêu ơn mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, tại sao chúng ta không xin mà nói rằng là tôi có ơn đó? Có nhiều người nói tôi không được ơn, tôi không được ơn làm chứng, tôi chỉ dân hiến thôi, tôi làm thư ký thôi, chứ tôi không có được ơn làm chứng. Còn Chúa nói là ai ăn bánh uống chén này thì sao? Phải rao giảng sự chết của ta cho đến lúc ta đến luôn à. Như vậy tất cả ai cũng phải làm chứng hết á. Nếu không được ơn, nếu không biết nói thì học. Amen. Chứ Chúa xin dầu ơn phước chúng ta biết được những cái ơn lành mà Chúa làm cho chúng ta, thì chúng ta thiếu cái gì cứ xin đi. Chứ cứ cho. Ngày xưa là tôi thích cái ơn tứ chữa lành đó, tìm hoài đâu không ra. Cho đến khi gặp một sư hiệp, ông nói anh phải được bắt tên Thánh Linh thôi, chứ còn không bắt tên Linh anh không có nhận được đâu. Phải tìm bắt tên Linh, tôi khao khát bắt tên Linh. Đấy, cầu nguyện ở nhà không được, phải đi Sài Gòn để khao khát cái mức độ đó. Khi mà được bắt tên Linh rồi, cầu nguyện đặt tay chữa lành sướng quá rồi. Chữa lành cứ mừng. Rồi đến gì nữa? Chúa ơi, cho con ân làm phép lại. Để bắt đầu, thủ quỷ đừng mù được thấy. Chúng ta nhớ mấy người mù được thấy mà. Bà mẹ của chị Viễn nhớ không mà, trong bà đã mù 82 tuổi rồi, cầu nguyện lần thứ nhất không thấy, không bỏ cuộc, cầu nguyện lần thứ hai thấy luôn và ra vườn nhổ cỏ luôn. Anh em mà biết bao nhiêu người mù một con rồi cận thị đủ mọi điều, nhất là con của một sư hiệp bây giờ, bé Nhi cho đến bây giờ vẫn còn sờ thờ đó. Nhổ nước miếng sức vô mắt, chữa lành ngay. Amen. Amen. Tuyệt vời quá. Amen. Rồi mấy chị em của mình là đuổi quỷ rồi tinh mừng khó lửa. Quá chừng. Đó là những cái ân nằm mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Qua Thánh Linh chúng ta mới hiểu được cái ân phúc đó. Amen. Này hãy tiếp tục làm đi chứ đừng có ngưng. Ngưng là nó luôn nghe đó. Gương mà không mài là coi như nó cuồng luôn á. Amen. Tiếp tục làm chứng. Cô Mai nè, cô Lệ nè, mấy cô ở đây nè, mấy cô xử rồi trước là chứng tưng bừng, nó đặt tay chữa lành từ quê, có thể đứng dậy mà. Nhưng mà bây giờ trở thành một người, nhiều lúc thế gian đồng hóa rồi. Phải không? Nếu chúng ta không còn siêu nhiên nữa, là bị thế gian đồng hóa rồi đấy. Trở thành một người tự nhiên như họ là thấy là bình thường như họ là bị thế gian đồng hóa rồi. Người có Đức Chúa Trời là siêu nhiên. Làm những công việc siêu nhiên chứ không phải là những công việc bình thường. Amen. Bằng những phép lạ dấu kỳ. Cảm ơn Chúa. Sự dạy dỗ bởi Đức Thánh Linh
Chúng ta không tiếp nhận thần trí thế gian, nhưng nhận thần trí đến từ Đức Chúa Trời để chúng ta hiểu những ân phước của Đức Chúa Trời ban cho mình. Chúng tôi truyền giảng không phải bằng lời nói khôn ngoan của loài người dạy dỗ, nhưng mà do Thánh Linh dạy dỗ. Amen. Giải thích những vấn đề thiêng liêng cho người thuộc linh. Ông nói là ông dạy dỗ những gì mà Thánh Linh dạy dỗ, ông truyền giảng những gì Thánh Linh dạy dỗ. Amen. Mà tôi cũng vậy thôi. Mỗi buổi Chủ Nhật là Chúa Thánh Linh ơi, Ngài biết dân sự của Chúa cần gì và Ngài bày tỏ cho con để Ngài nói qua con. Amen. Amen. Giảng những gì mà Thánh Linh bày tỏ, chứ không phải giảng những gì mà mình ra kế hoạch, không phải là khôn ngoan khéo léo của chính mình, nhưng mà bởi Thánh Linh bày tỏ. Amen. Nên những người mục sư mà gọi là mục sư ngủ tuần á, họ trước khi giảng đã Thánh Linh bày tỏ cho tôi. Amen. Thánh Linh bày tỏ cho tôi, chứ không phải là học viên đạo pháp biết cách giảng rồi là phỏng bài mà giảng. Không phải là như thế. Đó là giảng theo sự khôn ngoan của loài người, nhưng mà giảng theo Thánh Linh bày tỏ. Amen. Và điều gì nữa? Đức Thánh Linh dạy dỗ chúng tôi truyền giảng không phải bằng lời nói khôn ngoan do loài người dạy dỗ, nhưng do Đức Thánh Linh dạy dỗ, giải thích những vấn đề thiêng liêng cho người thuộc linh. Amen. Giải thích những vấn đề thiêng liêng cho người thuộc linh. Tôi không thể dùng cái sự khôn ngoan của mình để giải thích cho quý bà anh chị em, nhưng mà giải thích có nghĩa là dùng lời của Đức Chúa Trời để giải thích lời của Đức Chúa Trời. Amen. Dùng lời của Đức Chúa Trời để giải thích lời của Đức Chúa Trời, không thể dùng cái khôn ngoan của loài người để giải thích lời của Đức Chúa Trời. Nên những gì khúc mắc, những gì bí mật, những gì không hiểu là chính chúng ta hãy đến với Ngài Đấng mà toàn tri đó, là Đức Thánh Linh không biết mọi sự, cả sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Ngài chính là tác giả của Kinh Thánh, hãy đến với Ngài để xin giải thích cho con những vấn đề thuộc linh. Amen. Chúng ta không nên giải thích những gì thuộc về xác thịt của con người và sự khôn ngoan của loài người. Và chúng ta có tâm trí của Chúa cứu thế, vì ai biết được tâm trí của Chúa, ai có thể cố gắng cho Ngài. Nhưng chúng ta có tâm trí của Chúa cứu thế. Amen. Chúng ta có tâm trí của Chúa cứu thế. Amen. Hãy đồng có tâm trí như Chúa Giêsu đã có. Amen. Amen. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu, chúng ta có tâm trí của Chúa Giêsu, và cái ý tưởng của Ngài sẽ đến trên đời sống của chúng ta. Chúng ta là em của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu được đầy dạy Đức Thánh Linh, còn chúng ta được bắt tên trong Đức Thánh Linh. Amen. Và Thánh Linh dẫn dắt Chúa Giêsu thế nào thì Thánh Linh cũng sẽ dẫn dắt cuộc đời chúng ta thế ấy, để chúng ta có thể thành công trong chức vụ của mình. Amen. Và chúng ta cần phải có tâm trí của Chúa Giêsu trong tâm trí của chúng ta. Tâm trí của chúng ta trong Ê-sai 55 nói rằng là hãy bỏ những cái ý tưởng gian ác của các ngươi, hãy ăn năn đi, bởi vì trời cao hơn đất bao nhiêu thì ý tưởng của ta cao hơn ý tưởng của các ngươi bao nhiêu, đường lối của ta cao hơn đường lối của các ngươi bao nhiêu. Tâm trí của chúng ta là hư không, ý tưởng của chúng ta là hư không. Chúa đã nói như vậy. Amen. Nên chúng ta hãy có tâm trí của Chúa cứu thế. Amen. Mà muốn có tâm trí của Chúa cứu thế thì hãy đọc cuốn sách Tin Lành. Amen. Hãy đọc cuốn sách Tin Lành. Hãy thấy được Chúa Giêsu sống như thế nào, thấy được Chúa Giêsu cách truyền giảng như thế nào, cách đặt ra chữa lành như thế nào, phải không? Và tôi nói với quý vị rất đơn giản, chúng ta không có rừng ra, nhưng mà rất đơn giản có nghĩa là Chúa Giêsu sinh ra bởi Đức Thánh Linh, Ngài đầy dạy Đức Thánh Linh, Ngài luôn luôn nhờ cậy Thánh Linh trong mọi sự, dù lời nói, việc làm hay hành động đều nhờ cậy Thánh Linh, tới nỗi chết và sống lại cũng bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Amen. Nên chúng ta muốn giống như Chúa Giêsu thì chúng ta hãy nhờ cậy Thánh Linh của Chúa, và Ngài chính bày tỏ cho chúng ta. Amen. Muốn biết được ý muốn của Đức Chúa Trời, bởi vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh thì quá nhiều ý muốn.
Phải vậy không? Ngài muốn chúng ta thánh, Ngài muốn chúng ta kết quả, Ngài muốn chúng ta thành công, Ngài muốn chúng ta truyền giáo, Ngài muốn chúng ta chữa lành, Ngài muốn chúng ta học thánh thánh, Ngài muốn chúng ta cầu nguyện. Wow, quá nhiều. Nếu mà chúng ta lấy sách vở ra thì muốn của Chúa một dọc rồi, chúng ta không biết thì viết cả cuốn sách đó. Như vậy thì nhiều quá, chúng ta biết đâu có làm sẽ đâu. Cuộc đời của chúng ta còn bao nhiêu năm nữa, đâu có làm hết được. Bây giờ chỉ có điều là nhờ cải thánh linh của Chúa, Chúa dẫn vào chỗ nào đi chỗ ấy. Amen. Chúa dẫn vào lĩnh vực nào chúng ta làm theo lĩnh vực đấy, chứ không chúng ta không làm hết mình được đâu. Amen. Nên chỉ có thánh linh của Chúa là đấng toàn năng, toàn tri, toàn tài. Ngài đang ở trong đời sống của chúng ta. Amen. Ngài sẽ cùng làm việc với chúng ta. Ngài mặc khải cho chúng ta. Ngài ban sự khôn ngoan cho chúng ta. Ngài dẫn dắt cuộc đời của chúng ta. Ngài làm cho chúng ta trở thành những con người vĩ đại cho Đức Chúa Trời. Amen. Chỉ có thánh linh và chúng ta đã nhận lãnh rồi. Lâu nay chúng ta cũng hiểu rất là nhiều về Đức Thánh Linh. So với nhiều hội thánh khác, người ta không biết về Đức Thánh Linh. Nhưng mà ta biết, chỉ biết văn tự thôi, chỉ biết là có Đức Thánh Linh thôi. Họ không biết được cái sự vận hành của Đức Thánh Linh là thế nào, Đức Thánh Linh phán ra sao họ không biết. Đức Thánh Linh ban ân tứ như thế nào họ không biết, Đức Thánh Linh là phép lạ họ không biết. Chúng ta đã biết cũng rất nhiều rồi, nhưng mà chúng ta cần nói với Chúa rằng những cái gì kín giáo, những cái gì sâu nhiệm của nhiệm bí chưa bày tỏ cho con, xin Chúa bày tỏ. Amen. Sau này quý bà anh chị em chúng ta sẽ trở thành những giáo sư, những sứ đồ, những mục sư, những nhà truyền giảng, phải vậy không? Chứ không phải là làm trẻ con nữa. Bằng trẻ con có nghĩa là mỗi chủ nhật rồi lúc dạy dỗ mục sư phải dạy cho mình, cho mình ăn, phải vậy không? Nhưng mà sau này mình phải cho người khác ăn. Amen. Amen. Mà muốn cho người khác ăn thì sao? Phải đúng món ăn mà đúng khẩu vị, giống như Chúa nói một người quản gia trung thành, trung tín được cắt đặt để mà lo cho gia nhân của mình thì sao? Phải cho đồ ăn đúng giờ, đúng món ăn, đúng cái khẩu vị của nó mới lớn được. Amen. Nên chúng ta hãy tập tành có một vài con chiên trong gia đình của mình, hãy tập tành dạy dỗ cho con cháu của mình. Amen. Dạy dỗ cho con cháu của mình lời của Đức Chúa Trời và suy ngẫm, hãy nói với Đức Thánh Linh, con muốn dạy tối nay dạy cho con của con này, trong gia đình của con lời này nè, câu này nè, xin Thánh Linh dạy dỗ cho con để rồi con không phải lặp đi lặp lại theo cái cách của người khác. Cái trường thần học này nó giải như thế này, rồi những học về sinh viên nó về học thánh của mình giảng y như vậy mà giảng thiếu, không giảng đủ, bởi vì nghe thì đâu có đủ đâu, phải vậy không? Bởi vì lý do bận quá, không có nghiên cứu, không có thêm tên, không có sáng tạo gì hết, thì cứ giảng như thế, giảng theo trường mà giảng như vậy thì rập khuôn cho đến bây giờ nhiều hội thánh của Chúa vẫn chết liệm, vẫn không có quyền năng gì xảy ra, cũng không có thánh linh của Đức Chúa Trời vận hành, cũng không có thánh linh của Chúa lãnh đạo nữa, bởi vì cái thần học đó nó từ xưa, cách đây mấy trăm năm hay là mấy trăm năm trước, bây giờ vẫn còn giữ như vậy và không có chút sáng tạo nào cả, bởi vì những người lãnh đạo không chịu nghiên cứu sáng tạo, không nhờ cải thánh linh của Đức Chúa Trời để thánh linh của Đức Chúa Trời chỉ dẫn, và cứ nhận cái gì cái ban ra cái đó thôi, và ban ra không có đủ. Nên chúng ta phải là những con người sáng tạo, phải là những người nghiên cứu, phải là những người suy gẫm lời của Đức Chúa Trời để rồi chúng ta giảng ra là mới, không có đụng hàng. Amen. 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 Và xin thánh của chúng ta cùng nhau đứng lên. Có ba điều mà chúng ta ở đây, đó là sự khôn ngoan quyền bí của Đức Chúa Trời, thứ hai là Đức Thánh Linh khải thị, và thứ ba là nhận lãnh Đức Thánh Linh. Đây là ba điều mà chúng ta cần thiết để chúng ta có thể bước đi mỗi một ngày. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.